Kính thưa quý thầy cô giáo và toàn thể các bậc phụ huynh, cô chào tất cả các em học sinh thân mến. Trong buổi tuyên truyền giới thiệu sách mới hôm nay, Thư viện Trường Tiểu học Mỹ Thủy xin giới thiệu tới quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em bộ sách về giáo dục an toàn giao thông. Như các em đã biết, hàng ngày các em đi học, đi chơi hay các em đi cùng bố mẹ, trên những con đường đó, các em đều có thấy rất nhiều các loại phương tiện giao thông tham gia. Đặc biệt, các phương tiện này đều di chuyển rất nhanh, như vậy thật là nguy hiểm phải không các em? Khi chúng ta tham gia giao thông không đúng cách thì sẽ rất nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn cho người khác. Vậy, để tránh các trường hợp rủi ro xảy ra, chúng ta phải nắm vững những kiến thức an toàn giao thông phải không các em? Hôm nay, cô xin gửi đến các em bộ sách giáo dục an toàn giao thông, gồm có 5 cuốn từ lớp 1 đến lớp 5. Đến với trang bìa, các em sẽ được thấy những hình ảnh, những biển báo giao thông, những chủ công an đường phố, các phương tiện giao thông hay các em học sinh tham gia giao thông nổi bật trên những gam màu nhẹ nhàng. Giữa trang bìa là lời tựa cho cuốn sách Giáo dục an toàn giao thông do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản năm 2021 của tác giả Nguyễn Thị Già Hương, Nguyễn Thị Thanh Loan với 24 trang, khổ sách 19 x 26,5 cm. Vấn đề an toàn giao thông là vấn đề được toàn xã hội nói chung và nhà trường nói riêng đều rất quan tâm đến. Trong nhà trường, giáo dục an toàn giao thông được kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoài khóa, lồng ghép giáo dục an toàn giao thông với các cuộc vận động, các phong trào thi đua để tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, góp phần nâng cao ý thức học tập về an toàn giao thông. Mỗi quyển sách được biên soạn có nội dung phù hợp với từng lứa tuổi học sinh. Mỗi chủ đề, bài học đều có hình ảnh tiêu biểu để các em nhìn nhận, đánh giá, mục tiêu để các em tự nhận thức. Dưới mỗi hình ảnh là các câu hỏi trắc nghiệm để các em học sinh tự trả lời. Sau những hình ảnh trực quan, học sinh tìm hiểu trả lời các phần ghi nhớ. Ở phần này, các em củng cố lại kiến thức cơ bản về trật tự an toàn giao thông và có thể kiểm tra lại xem câu trả lời của mình là đúng hay sai. Từ đó, các em có thể rút ra được bài học về an toàn và không an toàn khi tham gia giao thông. Với bộ sách được giới thiệu ngày hôm nay, cô tin chắc rằng các em sẽ đọc, hiểu rõ hơn về an toàn giao thông và tự tin khi tham gia giao thông. Hy vọng rằng những kiến thức đó sẽ là nền tảng quan trọng để các em trở thành những công dân gương mẫu nói chung và tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói riêng, góp phần xây dựng xã hội văn minh giàu đẹp. Với nội dung và cấu trúc như trên, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cũng có thể sử dụng tài liệu này để giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho mình đấy. Các em hãy tìm đọc cuốn sách ngay bây giờ để có được những kiến thức thực sự bổ ích này. Cuối cùng, chúc các cô giáo và các em học sinh luôn được an toàn khi tham gia giao thông. Chúc các em có một tuần học mới vui vẻ, bổ ích. Hẹn gặp lại các em trong buổi giới thiệu sách lần sau nhé. Cô chào tất cả các em.